Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang review về sản phẩm điều trị sạch gầu Antison đến từ iCare Phạc Ma. Và Trang có 3 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu thành phần của Antison là gì. Thứ hai, công dụng của Antison và thứ ba, cách sử dụng. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu thì hãy đồng hành ngay sau đây với Trang nào. Các bạn thân mến, ngứa da đầu có rất nhiều những nguyên nhân gây nên, từ đơn giản cho đến các bệnh lý. Đơn giản là như bạn buộc tóc quá chặt, bạn thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời hoặc là môi trường ô nhiễm quá lâu, bạn dùng dầu gội không hợp đối với da đầu của mình, da đầu của bạn tiết quá nhiều dầu, hoặc đơn giản là tóc của bạn bị khô, bị xơ, dễ gãy gụm. Các bệnh lý trên da đầu: bạn bị gầu do melissa gây nên, bạn bị nấm da đầu, bạn bị vẩy nến, bạn bị viêm nang lông, bạn bị dị ứng trên da đầu, hoặc nặng hơn là ung thư da đầu. Tất cả những vấn đề mà Trang liệt kê trên là những vấn đề nan giải và các bạn luôn tìm đủ mọi phương pháp để điều trị nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Thì tin vui cho bạn, ngày hôm nay Antison đến từ iCare Phạc Ma sẽ giúp cho bạn giải quyết vấn đề này. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không bước ngay phần đầu tiên cùng với Trang, thành phần của Antison là gì? Thì trên tay Trang đang cầm đây chính là vỏ hộp của dầu gội Antison đến từ iCare Phạc Ma. Và đây là chai dầu gội mà Trang đang sử dụng, tính đến ngày hôm nay là ngày thứ 15 rồi bạn nhé. Nói đến Antison là phải nói đến 10 loại dược liệu được nhập khẩu từ Ấn Độ: khuynh diệp, gừng, nghệ, hương thảo, oải hương, tràm trà, nguyệt quế, tiết xuất từ hạt cà rốt, hạt nêm và chiết xuất từ Ruzun, Ấn Độ, được sản xuất từ iCare Phạc Ma, một thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam. iCare Phạc Ma là một trong những công ty dược mỹ phẩm với những sản phẩm chăm sóc tóc hàng đầu tại Việt Nam, và phương châm mà iCare Phạc Ma luôn hướng đến là chính là đưa ra thị trường những sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, lành tính, an toàn, không tác dụng phụ, không gây kích ứng cho da đầu và mang đến hiệu quả chăm sóc và điều trị vượt trội cho người tiêu dùng. Thì đó là những gì mà Antison muốn mang đến cho tất cả các bạn, và iCare Phạc Ma luôn muốn những sản phẩm của mình đưa đến thị trường là những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Phần thứ hai, công dụng của Antison là gì? Như Trang cũng đã nói, Antison được chiết xuất từ dược liệu hoàn toàn tự nhiên và đặc biệt là tinh dầu Ruzun được nhập khẩu từ Ấn Độ. Thì Ruzun là một trong những tinh dầu đắt, quý và có giá trị y học cao, được sử dụng từ rất lâu đời rồi các bạn nhé. Và ngày nay thì người ta ứng dụng Ruzun trong việc điều trị chăm sóc da đầu, điều trị các bệnh rối loạn trên da đầu, cũng như là phục hồi những tổn thương, chữa lành những vết thương, giúp cho da đầu của các bạn tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ trong việc giảm ngứa và các bệnh lý trên da đầu rất là tốt. Thì Antison sẽ mang đến cho bạn hiệu quả điều trị sạch gầu, giảm ngứa, kể cả bị nấm ngứa da đầu dai dẳng lâu năm mà bạn không hết, hoặc là bạn đã dùng qua rất nhiều sản phẩm dầu gội khác mà vẫn không có hiệu quả, thì Antison sẽ giúp bạn giải quyết triệt để những vấn đề này. Ngoài ra, Antison sẽ giúp cho bạn cân bằng lại pH trên da đầu, với pH 6.5 là môi trường pH lý tưởng cho da đầu của các bạn, kiềm dầu rất là tốt bạn nhé. Ngoài điều trị sạch gầu thì nó còn giúp cho tóc của bạn trở nên bóng mượt, suôn hơn và kích thích mọc tóc nữa bạn nhé, giảm thiểu cái tình trạng tóc rụng mà bạn đang gặp phải. Với hương thơm dược liệu hoàn toàn dễ chịu, nhẹ nhàng từ Antison mang đến sẽ giúp cho bạn thư giãn sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Thì đó là những công dụng mà Antison mang đến cho tất cả các bạn, giải quyết được những vấn đề ngứa trên da đầu, gầu, nấm da đầu, hoặc là các vấn đề như là rụng tóc và tóc của bạn mọc chậm, cũng như da đầu tiết quá nhiều dầu, thì Antison sẽ giúp cho bạn giải quyết ngay tức khắc. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3 cùng với Trang nhé.
hướng dẫn cách sử dụng dầu gội Antison. Để sử dụng dầu gội Antison đạt được hiệu quả thì các bạn cũng cần phải nắm được 3 bước sử dụng đơn giản như sau. Bước đầu tiên, làm ướt tóc và ướt da đầu. Bước thứ hai, bạn sẽ lấy một cái lượng dầu gội Antison vừa đủ là từ 3 đến 5ml. Sau đó bạn sẽ xoa đều lên da đầu của mình. Bạn hãy đảm bảo rằng dầu gội nó được thấm khắp các da đầu các bạn nhé. Và sau đó bạn sẽ massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút để cho những tinh chất từ Antison thấm sâu hơn vào bên trong da đầu. Và sau đó bước thứ 3, bạn gội và xả lại cùng với nước sạch, lau khô tóc đi. Bạn có thể sử dụng dầu gội Antison mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Thì đó là những gì mà Trang muốn review về sản phẩm Antison để cho tất cả các bạn hiểu. Thì hiện Trang đang sử dụng Antison, ngày hôm nay là ngày thứ 15 Trang dùng sản phẩm này. Và nó giúp cho Trang là hết cái vấn đề về gầu trên da đầu, giảm ngứa ngay lần gội đầu tiên các bạn nhé. Và Trang rất hài lòng về Antison mang đến. Và ngày hôm nay chỉ muốn ngồi đây và chia sẻ lại cho tất cả các bạn và giúp cho những ai đang gặp vấn đề về gầu, ngứa, nấm da đầu, tóc gãy rụng hay là tóc khô sơ do bạn tạo kiểu quá nhiều đó. Thì Antison sẽ giúp cho bạn giải quyết được tất cả những vấn đề này. Còn nếu như các bạn muốn biết thêm về dòng sản phẩm Antison thì đừng ngần ngại, hãy truy cập vào website chính thức của công ty, đó chính là www.icarepharma.com.vn, hoặc là các bạn có thể gọi trực tiếp về hotline để được các chuyên viên tư vấn tận tình nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những chuyên mục lần sau.